Đây là trong trong khó chịu gì nhất? Nó vẫn cứ bị đau ngay chỗ này. Đau có không nhìn ok đây cũng không còn đây. Ok. Đóng đây xong làm nó. Nhất là đêm qua nó đau đây cũng đau hai lần. Rồi. Ok. Thử đi. Rồi sao? Quay vào đây. Mọi người biết là sao bị khi mà té nó chấn thương cái cột sống cổ này, rồi nó chèn cái dây thần kinh đó, thành ra mới bị cái đó. Bây giờ mình sẽ giải tỏa cái đó, nếu như mà cái giải tỏa được thì cái tay cầm bút không còn rung, cầm đũa không còn rung. Vậy là đủ ăn rồi, đủ ăn tiền rồi phải không? Đêm qua người Ninh Thuận đi vô. Anh từ Ninh Thuận. Ninh Thuận là mềm mềm. Anh có nên xem cái clip thầy thấy nhiều cái triệu chứng nó giống. Đó nè. Còn trẻ đang chân tay nó cứ kêu lục cục. Đó lục cục. Cử động tay lên coi. Hết dưới rồi ha. Khác rồi ha. Nằm xuống đi. Giữ cho tới nơi tới chốn. Để còn có ghẹ ăn chứ. Bây giờ chạy từ đây ra tới đó ăn ghẹ. Một người nữa phụ cái dùng cái... Đó, nãy mày nãy giờ mày ngồi gấp đó mày. Lên đi, lịch sĩ đó, đúng rồi, ok. Cô đang nói gì vậy? Rồi, hai cú này chơi mạnh đấy nha. Rồi, xong. Phan, nằm đi đây chứ. Nằm đi, đi. Rồi. Nằm nghiêng qua đây. Ok. Rồi vậy. Xin về nghe sao rồi? Xin về. Nghe nó sướng ha. Nhất nhất ở trong một cái đốt xương. Rồi, nó có dần cử động ở đây coi mà đợi nha. Chứ còn đưa cái này lên nó bị tức cái gì ở tay này. Còn giờ bây giờ có tức không? Không. Giờ hết tức rồi ha. Chứ còn cứ gồng lên này nó đau lắm. Nhưng mà giờ còn không? Hết rồi. À, hết rồi. Rồi nắm chặt lại. Đang chặt tay rồi. Đó, vậy nha. Ok. Rồi cứ đi, sao nó em cứ thả lỏng người ta. Rồi cũng được rồi, ok. Rồi, xích lại sang chụp nó mềm. Rồi, tiếp tục cứ động coi con lành chưa? Em tập dữ ha, dễ quá ha. Hôm hay chơi thể thao, hôm nay chuyển. Đấy.
tướng cao lớn ngon lành. Từ lúc ta thì không bỏ được chơi. Bây giờ? Giờ ta đi bộ như ông già. Giờ đi lại được rồi. Bây giờ cái quan trọng là cái cuộc sống của mình á, khi mà đã điều chỉnh lại được rồi á, thì không có vấn đề nữa. Nè, giờ em có thể tập lại được là không có sao đâu. Hồi trước nó bị chấn thương cái cuộc sống nó mới vậy. Cái mà khó nhất của em là trong cái chấn thương cuộc sống thì em sẽ nhảy lên không được. Con bé truyền mấy tháng trước con vẫn nhảy vẫn đập bình thường, nhưng mà mỗi tội khi mà mình vận động thì không thấy mỏi không đau, nhưng mà đến khi về đêm nằm thì nó lại mới mỏi mới đau. À rồi, ok. Như kiểu bị tổn thương cơ thì biết rồi. Rồi xuống. Rồi đi lại đi. Còn chút xíu. Nhưng mà giờ là lấy nhẹ người rồi ha. Rồi ngồi xuống đứng dậy rồi coi sự động coi lưng cổ rồi coi còn gì nữa. Đó, tự động hết đi. Cứ tự nhiên, không ngán nữa. À, trước không đụng được, bây giờ đụng được rồi. Cuộc sống nó trở lại rồi. À, bây giờ cú xuống được rồi. Ok. Yên lại, yên tâm nè. Có chụp hình chụp ý đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.